Thầy chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì thầy lại chia sẻ cho tất cả mọi người biết một cái việc của các chùa cũng như là giữa các thầy chùa với các Phật tử. Thì cũng có mấy quý thầy thì cũng điện tới hỏi thầy, thầy ơi vậy thì có bao giờ mà thầy bị các Phật tử lừa thầy bao giờ không? Thì thầy cũng rất là ngạc nhiên, thì thầy mới hỏi là vậy sao lại các Phật tử lại lừa được? Thì mấy quý thầy mới chia sẻ là khi người ta đi quy y Tam Bảo đó, thì người ta đi quy y Tam Bảo thì tất cả những vị đi quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới thì tất cả các quý vị cũng đã hiểu rồi. Quy y Tam Bảo là trong cái phép quy thì có những cái câu là tận hình thọ quy y Phật, tận hình thọ quy y Pháp và tận hình thọ quy y Tăng. Có nghĩa là trọn đời này con xin quy y Phật, trọn đời này con xin quy y Pháp, trọn đời này con xin quy y Tăng. Đấy, nhưng mà các quý vị thì đi quy y Tam Bảo thì có khi là người cha người mẹ thì cũng rất là thành tâm đúng không mọi người, nhưng mà khổ là những người con còn sống ở trên dương thế. Thế khi mà người cha người mẹ mất đi rồi thì người cha người mẹ thì cũng không biết gì nữa rồi, thì tất cả mọi người cũng đã biết rồi, chết là coi như là từ giã cái trần thế này rồi, không biết gì rồi. Có làm lễ như thế nào thì là do những người con hay người cháu, nhưng là cũng thật là buồn thay khi những người cha người mẹ chết đi rồi ấy, thì người con họ chỉ mời các thầy độ niệm. Đấy, tức là các quý thầy nói mà. Các quý thầy nói là khi độ niệm thì vất vả. Rồi các thầy cũng như các đạo tràng vào cái lúc đó thì những cụ thì các cụ mất lành thì không sao, nhưng có những các cụ thì đau lâu ốm dài, để có những các cụ thì bệnh tật. Thì tất cả các quý vị cũng biết rồi, nhưng mà khi các đạo tràng rồi các thầy làm thì nó cũng vất vả chứ. Rồi dù sao thì cũng ô nhiễm rồi, cũng ảnh hưởng chứ, có phải không mọi người? Đấy, nhưng mà khi chỉ xong cái lúc độ niệm bấy giờ, rồi khi đi đưa đám thì có các Phật tử đi rồi giải cầu kiều rất là đông, tức là gọi là để che mắt thế gian mà. Rồi sau đó là đến lễ bái cũng như là cái tuần định nghiệp đó thì con cháu không lễ nữa, con cháu không lễ nữa. Đây thì các quý thầy cũng có điện tới hỏi là vậy thì các Phật tử hỏi lừa các quý thầy, thì thầy cũng có bao giờ bị cái hoàn cảnh như vậy không? Thì thầy cũng trả lời là thầy cũng có bị rất nhiều, chứ cũng không phải là không. Nhưng mà thôi thì cái việc này thì do con cháu người ta. Đấy, nếu như mà con cháu người ta mà ngộ được ấy, thì cũng như ở trong kinh đó, Đức Phật nói rồi, Đức Mục Kiền Liên đó, ngài còn phải bán hết những cái ruộng vườn tài sản để ngài lấy tiền để ngài thỉnh mời chư tăng làm lễ rồi cầu phúc cơ mà, để báo hiếu cho cha mẹ. Khi người cha người mẹ mất đi rồi thì chỉ có nhờ vào những người con báo hiếu bằng những cái việc tâm linh, những cái việc lễ bái, những cái việc tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà bây giờ phải những người con họ như vậy thì thôi, thì người cha người mẹ thì cũng phải chịu. Thì có các quý thầy cũng điện tới hỏi là thầy có bị bao giờ các Phật tử lừa cái điều kiện như vậy không? Thì thầy cũng trả lời là vậy thì thầy cũng có. Thì hôm nay thì thầy cũng chia sẻ cho tất cả mọi người biết. Thì nếu như các quý vị mà đã tìm hiểu ở trong kinh sách cũng như ở trong đạo Phật,
Thì quy y Tam Bảo, tức là quy y ba ngôi báu, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Trọn đời quy y Phật, trọn đời quy y Pháp, trọn đời quy y Tăng. Và khi cái đường lễ quy âm ở trong cái khoa Triệu Ninh ấy, khi cúng cho vong ấy, thì quy âm đọc nên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đấy. Rồi chân linh cũng quy y Phật, chân linh quy y Pháp, chân linh quy y Tăng. Chứ cái khoa cúng thì như thế, thì không bao giờ mà có thể ai sửa lại được là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Thầy Mo. Không bao giờ ai sửa lại một cái khoa cúng như vậy. Thì cũng mong rằng là tất cả các quý vị sớm giác ngộ. Bởi vì người cha người mẹ mất đi rồi thì cũng không đòi hỏi cái gì cả, nhưng mà chỉ mong nhờ và chỉ có nhờ những người con người cháu ở trên trần gian mà mình trọn đạo để mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cho các cụ, để các cụ được nương nhờ cảnh Phật. Thôi hôm nay thì các quý thầy cũng có hỏi thầy như vậy thì thầy cũng xin trả lời, cũng như thầy giảng giải cho các quý vị biết được, để nếu như mà cha mẹ của các quý vị đã quy y Phật rồi thì các quý vị phải trọn đạo đối với cha mẹ của mình các quý vị nhá. Còn đâu nếu tiền của thì bao nhiêu thì ăn nó cũng hết thôi các quý vị ạ. Thôi chào tất cả các quý vị nhá.